Bài 23. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 189 sách giáo khoa, bài 23 lịch sử 12. Câu hỏi: Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi ký hiệp định Paris năm 1973 về Việt Nam được ký kết? Nêu kết quả và ý nghĩa. Gợi ý trả lời. Nhiệm vụ: Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế xã hội, chi viện cho miền Nam. Kết quả: Tháng 6 năm 1973, miền Bắc Căn bản hoàn thành tháo gỡ thủy lôi, bom mìn do Mỹ thả trên biển, trên sông, đảm bảo đi lại bình thường. Từ năm 1973 đến năm 1974, miền Bắc cơ bản khôi phục xong các cơ sở kinh tế, hệ thống thủy lợi, giao thông, công trình văn hóa, giáo dục y tế có bước phát triển. Sản xuất công nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh, đời sống nhân dân ổn định. Tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam, Campuchia, sức người sức của. Miền Bắc đã chuẩn bị những điều kiện vật chất kỹ thuật cho cuộc tổng tiến công chiến lược miền Nam. Ý nghĩa: ổn định đời sống nhân dân, cổ vũ tinh thần dân tộc, tạo ra thế và lực để ta tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 192 sách giáo khoa, bài 23 lịch sử 12. Câu hỏi: Trong những năm đầu sau hiệp định Paris năm 1973 về Việt Nam, cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu hành động mới của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã diễn ra như thế nào nêu ý nghĩa của chiến thắng Phước Long ngày 6 tháng 1 năm 1975. Gợi ý trả lời: Nhân dân ta đã đấu tranh chống bình định lấn chiếm, chống âm mưu tràn ngập lãnh thổ của chúng và đạt được một số kết quả nhất định. Tháng 7 năm 1973, ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 21 từ năm 1974 đến năm 1975 Ta mở đợt hoạt động quân sự ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ và đã giành thắng lợi vang dội trong chiến dịch đánh đường 14 Phước Long từ ngày 12 tháng 12 năm 1974 đến ngày 6 tháng 1 năm 1975. Đẩy mạnh đấu tranh chính trị, ngoại giao nhằm tố cáo hành động vi phạm hiệp định của Mỹ và chính quyền Sài Gòn tại các vùng giải phóng, ta đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ quê hương, đẩy mạnh sản xuất tăng nguồn dự trữ chiến lược cho cuộc chiến đấu hoàn thành giải phóng miền Nam. Ý nghĩa của chiến thắng Phước Long Sau chiến thắng này, Mỹ chỉ phản ứng yếu ớt, chủ yếu dùng áp lực đe dọa từ xa. Chứng tỏ, lực lượng vũ trang của nhân dân ta lớn mạnh, quân đội Sài Gòn suy yếu và bất lực, khả năng can thiệp trở lại bằng quân sự của Mỹ rất hạn chế. Mở ra một khả năng mới, một thời cơ mới, chúng ta có thể đánh mạnh hơn, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 196 sách giáo khoa bài 23 lịch sử 12. Câu hỏi: Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung kế hoạch đó là gì? Gợi ý trả lời: Điều kiện thời cơ từ năm 1974 đến năm 1975, tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng, bộ chính trị đã quyết định đưa ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975-1976. Nội dung của chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam. Bộ Chính trị nhấn mạnh cả năm 1975 là thời cơ và chỉ rõ nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, vân vân giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 196 sách giáo khoa bài 23 lịch sử 12. Câu hỏi: Trình bày tóm tắt diễn biến của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975. Gợi ý trả lời: Chiến dịch Tây Nguyên từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3. Ngày 4 tháng 3 năm 1975, quân ta đánh nghi binh ở Pleiku và Kontum. Ngày 10 tháng 3 năm 1975 bất ngờ đánh mạnh ở buôn Ma Thuột giành thắng lợi. Ngày 12 tháng 3 năm 1975, địch phản công chiếm lại buôn Ma Thuột nhưng không thành. Đến ngày 24 tháng 3 năm 1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân hoàn toàn được giải phóng. Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam. Chiến dịch Huế Đà Nẵng từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 năm 1975 Ngày 21 tháng 3 năm 1975, ta đánh thẳng vào căn cứ của địch, hình thành thế bao vây thế trận trong thành Huế. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, giải phóng hoàn toàn thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, toàn bộ thành phố Đà Nẵng được giải phóng. Cuối tháng 3, đầu tháng 4, các tỉnh còn lại ở miền Trung, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ được giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 Ngày 26 tháng 4 quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân tiến vào Sài Gòn chiếm các cơ quan đầu não của chúng. Ngày 30 tháng 4 quân ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các Sài Gòn. Ngày 2 tháng 5, Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 198 sách giáo khoa, bài 23 lịch sử 12. Câu hỏi: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975. Gợi ý trả lời. Nguyên nhân thắng lợi. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn, sáng tạo, phương pháp đấu tranh linh hoạt. Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đã ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền. Có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương. Sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa khác, phong trào nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới phản đối cuộc đấu tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ. Ý nghĩa lịch sử chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân đế quốc trên đất nước ta, trên cơ sở đó, hình thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và thế giới là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc Gợi ý trả lời câu hỏi trang 198 sách giáo khoa bài 23 lịch sử 12 phần câu hỏi và bài tập Câu 1 Hãy lập bản hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975. Gợi ý trả lời. Thời gian, ngày 21 tháng 7 năm 1954. Thắng lợi tiêu biểu đó là Ký Hiệp định Geneva kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Thời gian, từ năm 1959 đến năm 1960. Thắng lợi tiêu biểu đó là Phong trào đồng khởi thắng lợi, phá vỡ từng mảng hệ thống kìm kẹp của địch, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, làm phá sản chiến lược Eisenhower. Thời gian ngày 20 tháng 2 năm 1960, thắng lợi tiêu biểu đó là Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời đã làm nhiệm vụ đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Mỹ ngụy. Thời gian tháng 9 năm 1960, thắng lợi tiêu biểu đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đảng. Thời gian từ năm 1961 đến năm 1965, thắng lợi tiêu biểu đó là đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Thời gian từ năm 1965 đến năm 1968, thắng lợi tiêu biểu đó là đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ. Thời gian năm 1968, thắng lợi tiêu biểu đó là tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Thời gian từ năm 1969 đến năm 1973, thắng lợi tiêu biểu đó là đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và đông dương hóa chiến tranh. Thời gian năm 1972, thắng lợi tiêu biểu đó là Tổng tiến công chiến lược, thời gian năm 1973, thắng lợi tiêu biểu đó là thắng Mỹ trận Điện Biên Phủ trên không. Thời gian ngày 21 tháng 7 năm 1973, thắng lợi tiêu biểu đó là ký kết hiệp định Paris. Gợi ý trả lời câu hỏi trang 198 sách giáo khoa bài 23 lịch sử 12, phần câu hỏi và bài tập, câu 2. Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975. Gợi ý trả lời: Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1960, hoàn thành cải cách ruộng đất, thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng, khôi phục và phát triển kinh tế. Giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965, trên mặt trận kinh tế, đạt những thành tựu nhất định về nông nghiệp, công nghiệp trong kế hoạch 5 năm, năm lần thứ nhất từ năm 1961 đến năm 1965, bước đầu xây dựng nền móng của chủ nghĩa xã hội, cung cấp một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, cán bộ, chiến sĩ cho tiền tuyến miền Nam. Giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1968, trên mặt trận kinh tế, về nông nghiệp, tăng diện tích đất canh tác, sản lượng lúa tăng, nhiều hợp tác xã đạt 3 mục tiêu. Về công nghiệp, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của chiến đấu, sản xuất và đời sống, công nghiệp địa phương và quốc phòng đều phát triển. Trên mặt trận quân sự, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ giành thắng lợi. Chi viện cho miền Nam Miền Bắc luôn là hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến miền Nam về sức người và sức của, xây dựng tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc Nam trên bộ và trên biển, nối liền hậu phương với tiền tuyến, cung cấp hàng vạn cán bộ, trang bị về mặt vật chất như thuốc men, đạn dược cho miền Nam. Giai đoạn từ năm 1969 đến năm 1973, kinh tế miền Bắc cơ bản được khôi phục, hệ thống thủy nông công trình văn hóa, giáo dục, y tế phát triển. Chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc lần thứ hai năm 1972, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Chi viện cho tiền tuyến miền Nam, hàng vạn bộ đội, thanh niên sung phong, cán bộ chuyên môn, nhân viên kỹ thuật, vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm, vân vân để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 và chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp quản vùng giải phóng sau khi chiến tranh kết thúc